Rồi cho em chào tất cả bà con mình ha, chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Cái này thằng Chí cháu em nó mới dọn lên cho anh em một cái máy Robin EC10. Cái dòng này anh em nào nếu mà đam mê đồ cổ thì cái này nó vô dạng đó nghe anh em. Cái này nó thiết kế đặc biệt là cái máy này nó chạy động cơ là 2 thì. Anh thấy nó để ở đây là 98cc. Cái này máy ngựa đây 3.0 đến 4.0 là mát nó là 4 ngựa nghe anh em. Nè Robin EC10 là 4 ngựa. Cái bình xăng anh em nhìn này. Còn da băng trên đây này. Nguyên bản luôn. Mà nó không có chụp en anh em. Nó chịu lũi. Bồ cũng có luôn. Vậy cho anh em chế hiện chứ gì đó chạy nghe đã tay lắm. Còn này thì nó bị gãy này nha. Gãy này nhưng mà cái này chân nền rồi. Chân rời, anh em chế chát gì thoải mái, cứ mở lật đít lên bỏ cái chân nền này ra rồi mình làm lại khác, nói chung là làm lên được rồi nó chạy mừng quá rồi, chưa có vệ sinh nó được gì hết anh em ơi. Thì em quay ngoại hình đó cho anh em coi ha, nó là ná giống như là cái cu le tư ngày xưa vậy. Anh em nhìn nó bình xăng nằm bên nè, ở bên đây nó gì nè, cái này tu cao lắm nha anh em, tới 6.000 mấy lần á. Mấy ngàn chân mấy, tại vì hay thị mà. Nhìn nó thấy không? Tiêu rồi nhưng mà nó 6.000 nữa đó. Nó phải 6.000 nó. Tại nó dữ lắm nó tua nó luôn á. Tiêu rồi chăng chỗ này cái tự nhiên cái tem nó bị tóc mà. Nhưng mà nó hay thì nó 6.000 tua á. Nó rẻ dữ lắm. Cái này nó chung là xăng này thì nó cũng chưa được im hung. Bình xăng chưa được im hung nó gõ cho anh em nha. Rồi để em nói sơ lược về nó tí xíu nha anh em nhìn là nó cái này thiết kế sao em cũng không biết nữa, nhưng mà nó có poly gin nữa chắc cái gì nè. Còn máy thì em bao gin 100% nha. Nào giờ là về tiệm em tới giờ là chưa có đụng mở can thiệp gì nắp lắp hết, chỉ có bình xăng là có xúc nha anh em, có xúc bình xăng. Anh em nào nếu mà mình nghe cái tiếng máy mà mình muốn tay nghề mình có cao hơn thì anh em có thể chỉnh theo tùy thích ha. Cái bình xăng này anh em về lấy cái bình xăng của mà bình xăng xe chế vô cũng được đó. Lúc trước có làm cái xe gắn vô cái chân à. Bình xăng xe à? Xe chạy nghe đã. Mình Chí thì nói hồi trước có gắn cái bình xăng xe đó, vô. Chế lên xe đạp á chạy. Rồi anh em nào có chế chắc thiền hay là chế xe đạp không thôi là độ chế gì không hoặc là sưu tầm đồ cổ hay gì ha. Thì anh em nào có đam mê thì alo em. Cái số điện thoại em để trên màn hình. Còn cái máy này em báo giá trực tiếp cho anh em luôn là em tính anh em 900 ngàn em bao ship ha. Còn em bán tại chỗ thì 800 ngàn cho anh em. Giờ con test lại cái nơi chứ. Cái này EC17 là hiếm lắm nha anh em. EC17 mấy anh mà hay hái anh đua anh săn lắm. Cần ra lớn không? Nóng ra mới được. Cái dòng này em dành cho anh em nào đam mê hay thì ha, vậy nghe tiếng đã rất là đã. Con chỉ bà con mình cách rồi nó chạy gì đó anh em, giống như mình thái vậy đó, mình gắn cho mình một thì một cái gì đó. Này mà đúng anh em nó tới là mình săn lại là độ thằng Chí nó ngồi nó nẹt em nãy giờ, em quay tí xíu em nghe chắc ngồi nói chuyện muốn hết nghe luôn rồi. Rồi em xin nhắc lại một lần nữa ha, máy này thì em bán anh em tại chỗ là 800, còn em bao ship là 900 ngàn. Rồi còn anh em bà con nào muốn cập nhật thêm nhiều thông tin về bên máy nổ bên cửa hàng em ha, thì vui lòng vào kênh Tiệm Sắt Đức Thắng đăng ký anh em. Chân gời như gãy không sao, cái này là cái chân gời nên em lưu ý. Em chế mấy anh bẻ dàn cung gì đó mấy anh em làm thiền nhỏ chạy đã. Rồi cảm ơn con nhiều quá Chí. Rồi em chào tất cả bà con mình ha, chúc bà con có một buổi trưa thật là vui vẻ.